Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai sinh ngày 18 tháng 5 năm 1954 tại họ Đạo Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Trong một gia đình đông con làm nghề trải lưới, chỉ có thân mẫu là giáo dân công giáo. Năm 1966, ngài bắt đầu tu học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long và lần lượt được phong chức phó tế và linh mục trong hai năm 1993 và 1994. Sau đó được cử đi du học tại Paris, tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ triết học. Năm 2004, ngài hồi hương và giữ vai trò giáo sư của nhiều chủng viện công giáo. Ngày 7 tháng 10 năm 2015, Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai làm giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long.